cũng khoảng một thời gian rất là dài mình đã bắt đầu cái kênh YouTube này. Và hình như là mình đã đi sai á. Mình càng làm mình càng cảm nhận rằng cái hướng đi của mình không có đúng. Cứ làm miết, làm mãi. Nhưng mà hình như cái giá trị kênh của mình nó mang lại vẫn chưa đạt một cái điểm nào đó để cho cái người xem có thể ở lại và xem kênh của mình á. Và càng ngày mình càng không còn có nhiều động lực để mình làm YouTube nữa. Lúc nào cũng luôn vô định hết á. Lúc thì tích cực, lúc thì tiêu cực. Cứ riết như thế này á, thì đến khi nào mình mới có thể bơi vào bờ đây? Mình đã đầu tư rất là nhiều cho cái kênh YouTube của mình, từ tiền bạc, thời gian, cả công sức, cả kiến thức để mà tìm hiểu nữa. Nhưng mà nó vẫn còn thiếu cái gì đó mình không thể nào biết được. Có thể là thiếu phần marketing, hay là những cái động lực, hay là những cái gì đó. Thực sự là bây giờ rất là nhiều, thời đại bây giờ là thời đại 4.0, và nó cần rất là nhiều thứ để mà đưa một cái kênh lên phát triển, chứ không chỉ có là làm và đăng. Và luôn tin tưởng rằng kênh của mình sẽ phát triển, giống như là cái niềm tin đó nó không có đích đến vậy á. Ở quê thì nó rất là yên bình, công việc nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, khoảng thời gian và không gian cũng nhiều hơn để mà chúng ta có thể dành thời gian cho mình làm mọi thứ mình thích. Và khi thời gian ở quê như thế này á, thời gian nó chậm lại, bạn có thể nhìn lại mọi thứ thật chậm đi, và bạn sẽ cảm nhận được rằng là mọi thứ nó thật đẹp đẽ, nó không phải vội vã và nó không phải bon chen. Và mọi thứ nó cứ bình lặng như vậy, mình cảm thấy là mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mình cũng không cần phải yêu cầu quá nhiều cho cái cuộc đời của mình. Mình chỉ cần đủ mà thôi. Và bạn cũng chỉ cần đủ, mình cũng chỉ cần đủ. Thì mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều. Và khi nhìn lại, chúng ta đã cố gắng hết cho các thanh xuân đó. Khi mà ta đã cố gắng hết sức rồi á, cho cái đam mê của mình, một cái đam mê bất tận, thì tất cả mình làm sẽ là quý giá mà thôi. Mình có một đam mê, đó chính là đam mê làm phim nghiệp dư này và làm vlog buồn. Còn bạn, bạn có đam mê gì? Quên mất rằng là mình còn một cái thông điệp cuối mà mình muốn nói nhắn gửi cho các bạn trong cái video lần này, đó chính là nếu như mà các bạn có một cái đam mê nào thực sự rõ ràng á, hoặc là chưa có đam mê, đôi khi các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, thì giống như mình á, mình sẽ lựa chọn đó là đi những nơi như thế này, rồi mình sẽ tìm lại cảm hứng và nguồn năng lượng sống cho mình. Thì mình đang có một cái đam mê rất là gọi là bất tận, đó chính là đam mê làm phim và làm vlog á, nói chung là làm phim không nghiệp dư. Thì nếu như các bạn không có một cái đam mê thì các bạn cũng nên cố gắng nha, đừng bao giờ từ bỏ nó. Đó, đây chính là cái thông điệp mà lần video lần này mà mình muốn làm. Thì tại nội dung mình soạn lộn xộn quá nên mình chưa thể nào mà nói nó trơn tru được. Mình vừa quay sơ không cảnh xung quanh cho các bạn xem đó. Ở đây thực sự rất rất là đẹp luôn. Đây là con đập nước mình nghe nói á, là nó là lớn nhất Việt Nam. Và khung cảnh đây rất là tuyệt vời để mình có thể quay phim và chụp hình luôn. Thì chắc video của mình á, giới thiệu đến các bạn đến đây cũng đã hết rồi, thì chắc mình sẽ phải chạy một vòng xung quanh đây để mà chụp những tấm hình đẹp, hoặc là quay những cái video nào đó nó đẹp đẹp á, để mà mình giữ lại làm kỷ niệm. Thì trời cũng đã gần tối rồi, thì mình xin khép lại cái vlog của mình ngay tại đây, và hẹn gặp các bạn ở vlog lần sau nha. Mình đang cố nâng cấp và chỉnh chu những xúc hình của mình lên rất là nhiều, nên mình chắc sẽ phải đi rất là nhiều nơi để mà tìm những cảnh đẹp như thế này á. Các video lần sau và lần sau nữa thì chắc mình sẽ dành ra một khoảng thời gian để mà mình làm cái video về con đập nước này quá, tại vì nó đẹp quá mà. Và mình đang đợi chiếc flycam của mình về. Nếu như mà chiếc flycam về kịp á, thì mình sẽ tiếp tục quay phim và làm về con đập nước này, và các bạn đón chờ xem nó nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau nha. Mình đi chụp hình đây.